tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov Tác giả Dostoevsky Người đọc Trần Châu Chương 6 Vẫn còn rất mơ hồ Phần 1 Sau khi chia tay với Alyosha Ivan Fedorovic về nhà bố Điều lạ lùng là chàng bóng cảm thấy Một nỗi phiền muộn không thể chịu nổi Và cái chính là càng tới gần nhà Thì nỗi phiền muộn đó càng tăng thêm Thêm mỗi bước chân Điều lạ lùng không phải là chàng phiền muộn mà lại Ivan Filoric không thể xác định được mình phiền muộn cái nói gì. Trước kia chàng cũng đã nhiều lần phiền muộn và không lấy gì làm lạ rằng nó đến vào lúc này. Khi chàng đã đoạn tuyệt với tất cả những gì đã lôi cuốn chàng đến đây, sửa soạn để ngày mai thực hiện một bước ngoặt đột ngột và bước lên con đường mới, hoàn toàn lạ lắm và lại hoàn toàn cô đơn như trước kia, hy vọng nhiều nhưng không biết mình hy vọng gì. Trong đợi quá nhiều ở cuộc sống, nhưng không thể biết rõ mình trông đợi hoặc mong muốn gì. Vậy mà lúc này tuy tâm hồn chàng thật sự khắc khoái chờ mong cái mới mẻ chưa từng biết, đây vẫn chưa phải là điều đang dày vò chàng. Phải chăng ta ghê tởm nhà cha, chàng nghĩ thầm hình như ta đã chán ghét đến mức độ ấy rồi đấy, mặc dù hôm nay lần cuối cùng ta bước vào ngưỡng cửa nhơ nhớt này, vậy mà vẫn ghê tởm. Nhưng không, không phải thế, phải chăng là tại cuộc chia tay với Aliosa và cuộc nói chuyện ban nãy với chú ấy, suốt bao nhiêu năm ta im lặng không buồn nói với ai vậy mà bỗng nhiên lại tuôn ra bao điều vô lý quả thật đây có thể là sự bực bội trẻ trung của một người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm giờ tính thao danh của tuổi trẻ bực vì không diễn được đạt ý nghĩ của mình nhất là lại với Aliosa trong thâm tâm chắc chắn chàng đặt nhiều hy vọng lớn ở chú ấy cố nhiên là thế chịu bực bội đó thậm chí nhất định phải có nhưng không hẳn gì thế vẫn không hẳn gì thế buồn phiền đến lộn mỡ vậy mà không thể nói rõ ta muốn gì có lẽ chẳng nên nghĩ ngợi nữa ivan fedorovich đã thử không nghĩ nữa nhưng không ăn thua gì điều chàng bực tức nhất là nói phiền muộn ấy dường như ngẫu nhiên có duyên cớ bên ngoài chàng cảm thấy thế có một sinh vật gì hay một đồ vật gì án ngữ lù lù ở đâu đó đôi khi trong lúc làm việc hay chuyện trò sôi nổi dường như có cái gì án ngữ trước mặt hồi lâu mà ta không nhận thấy Thế nhưng rõ ràng ta cao kỉnh, gần như khổ tâm. Cuối cùng ta đoán ra là cần gạt bỏ cái vật vô dụng, thường là một vật gì rất dớ dẫn và bị bỏ quên không đúng chỗ. Một chiếc khăn rơi trên sàn, một cuốn sách không cất vào tủ, vân vân Cuối cùng, trong tâm trạng hết sức nặng nề và cáo kỉnh, Ivan Fedorovich đến nhà bố. Và bỗng nhiên, cách cửa rào chừng 15 bước, khi nhìn ra cổng, chàng tức khắc đoán ra điều gì đã làm cho chàng khổ tâm và lo lắng đêm như thế. Thằng hầu MacJacob Jacob ngồi hóng mát trên chiếc ghế băng cạnh cổng và thoạt nhìn hắn. Ivan Fedorovich đã hiểu ngay rằng tên hầu MacJacob Jacob vẫn ngồi chồm hỏm trong tâm tư chàng và kẻ làm tâm hồn chàng không chịu đựng nổi chính là thằng này. Mọi việc dường như bóng được rõ sáng và trở nên rõ ràng. Bằng nãy, ngay từ lúc Alyosha kể về chú ấy gặp MacJacob. Jacob một cái gì u ám và kinh tởm bỗng xuyên vào tim chàng và lập tức khiến chàng tức giận sau đó trong lúc trò chuyện chàng tạm quên nha nhưng hăng dẫn ẩn trong tâm hồn chàng nhưng ivan fedorovich vừa chia tay với Alyosha và đi một mình về nhà thì cảm giác đó đột nhiên lại nhanh chóng bộc lộ ra chẳng lẽ cái thằng vô lại đốt mặt này có thể làm ta lo ngại đến thế ư chàng chợt nghĩ trong lòng tức điên lên Số là gần đi, Ivan Fedorovich thật sự rất ghét hoàng cha này, nhất là mấy ngày gần đây, thậm chí tự chàng nhận thấy mình gần như căm thù hắn. Mà sự căm thù ấy ngày càng tăng thêm. Có lẽ sự căm thù trở lên trầm trọng chính là vì thoạt đầu khi Ivan Fedorovich mới đến. Sự thể khác hẳn hồi ấy chàng có thiện cảm đặc biệt với hắn, thậm chí còn cho rằng hắn là con người rất độc đáo. Chính chàng đã làm cho hắn quen chuyện trò với chàng. Tuy nhiên, bao giờ chàng cũng ngạc nhiên. Thấy đầu óc hắn hơi ngây ngô hay nói cho đúng hơn, hơi lo lắng và chàng không hiểu cái gì có thể làm cho gã hay chiêm nghiệm ấy thường xuyên lo lắng, ám ảnh hắn. Chàng và hắn bàn với nhau về các vấn đề triết lý, thậm chí về việc tại sao ngày đầu sáng thế đã có ánh sáng, mà mãi sang ngày thứ tư mới có mặt trời, trăng và sao. Nên hiểu điều đó như thế nào, nhưng chẳng bao lâu sau, Ivan Fedorovitch tin chắc rằng mặt trời trăng và sao không phải là điều quan trọng. Mặt trời sao tuy là điều rất đáng tò mò, nhưng đối với Jacob, chỉ là chuyện tầm vào, hắn cần cái gì khác hắn kia. Dù sao đi nữa, ảnh tưởng tự ái của hắn đã bắt đầu lộ ra tính tự ái vô hạn, mà lại bị xúc phạm. Ivan Fedorovitch rất không ưa cái thói đó, sự ghi tởm của chàng bắt nguồn từ đấy. Rồi sao xảy ra chuyện lộn xộn trong nhà Krisenka xuất hiện? Rồi chuyện giữa bố với anh Dimitri, thế là cứ lo hắn lên. Chàng và hắn cũng cùng nói với nhau về chuyện ấy, nhưng mặc dù lúc nói chuyện ấy, Smet Jacob hết sức xúc động, nhưng vẫn không thể nào hiểu được bản thân hắn muốn gì trong tình thế ấy. Thậm chí có thể ngạc nhiên về việc một số mong muốn mà hắn vô tình bộc lộ ra, bao giờ cũng mập mờ, không hợp lý và hỗn động. Chuyện gì Svetyakov cũng hỏi cặn kẽ, đưa ra những câu hỏi quanh co, rõ ràng là bài đặt, nhưng để làm gì thì hắn không nói rõ. Và thường thường, giữa lúc đang gặn hỏi sôi nổi nhất, hắn bỗng im bặt và chuyển sang chuyện khác. Nhưng cái chính làm Ivan Fedorov rất bực tức và khiến chàng ghi tởm như vậy là thái độ suồng xã đặc biệt đang nghe của Smetjakov đối với chàng và càng về sau càng quá hơn. Không phải hắn dám vô lễ, trái lại bao giờ hắn cũng cực kỳ kính cẩn nhưng sự thật là vì lý do gì có trời biết, rõ ràng là rốt cuộc Smith Jacob đã cho rằng hắn dường như có liên đới với Ivan Fedorovich về một việc gì đó. Hắn nói với giọng tồn như giữa hai người đã có sự thỏa thuận bí mật gì đó. Một cái gì mà trước đây cả hai bên đã nói với nhau, chỉ có hai người biết. Còn những người trần mắt thịt khác xung quanh họ thì thậm chí không sao hiểu nổi. Tuy nhiên, một thời gian dài, Ivan Fedorovitch không hiểu nguyên nhân sự ghê tởm ngày càng tăng của mình và mãi tới thời gian gần đây chàng mới đoan được duyên do. Lòng đầy khinh miệt và tức giận, chàng toan lẳng lặng đi ra cửa rào không thèm ngó đến Spike Jacob. Nhưng Spike Jacob đứng dậy khỏi ghế và chỉ riêng cử chỉ ấy đã khiến Ivan Fedorovitch đoán ra rằng hẳn có chuyện muốn nói riêng với chàng. Ivan Fedorovitch nhìn hắn và dừng lại. Việc chàng đã dừng lại chứ không đi qua như đã định một phút trước khiến chàng tức điên lên, giận dữ và ghi tởm, chàng nhìn khuôn mặt quảng quang gầy vỏ của mặt gia cốp. Và hai mới tóc mai chảy mượt, như chấm tóc nhỏ dựng ngược, mặt trai hằng nheo nheo nhấp nhái và mỉm cười như muốn nói, sao anh không đi thẳng tuột đi, anh thấy đây cả hai chúng ta đều là những người thông minh, chúng ta có chuyện để nói với nhau. Eva Felerick rung lên, cốt đi thằng khốn, tao đâu phải cùng phường cùng hỏi với mày, đoàn ngu, Cậu nói xích buộc ra từ miệng chàng nhưng chàng hết sức ngạc nhiên thấy mình lại nói ra khác hẳn. Ông nhà ngủ hay thức, chàng hỏi khẽ, vẻ nhún nhường, điều đó thật bất ngờ đối với chàng. Và bỗng nhiên cũng hoàn toàn bất ngờ. Chàng ngồi xuống chiếc ghế băng. Trong giây lát chàng gần như khiếp sợ. Sau này chàng nhớ lại Smart Jacob đứng đối diện với chàng. tay chắp sau lưng, hắn nhìn với vẻ vững tâm gần như nghiêm nghị. Cụ còn nghĩ, hắn nói thông thả, ra ý, chính anh gửi chuyện trước chứ không phải tôi. Thưa cậu, cậu làm tôi ngạc nhiên. Hắn nói thêm sau một lúc im lặng, mắt nhìn xuống như dáng điệu hơi kiểu cách, đưa chân phải ra phía trước, ngọ ngoại mũi dài đánh xi bóng loáng. Ta có gì khiến người ngạc nhiên? Ivan Fedorovic nghiêm nghị hỏi bằng giọng nhát gừng, cố nén lòng và bóng kinh tởm hiểu ra rằng mình cảm thấy hết sức tò mò và chưa thỏa mãn được sự tò mò đó, dù nhiệt quyết sẽ không đi khỏi đây. Thưa cậu, tại sao cậu không đi? sesmania Smack bỗng ngước mắt lên và mỉm cười sườn xá. Tôi cười gì thì chính anh phải hiểu, nếu anh là người thông minh. Còn mặt trai nheo nheo như muốn nói, Tali Tresmania làm gì kia chứ? Ivan Fedorovich ngạc nhiên. Smack lại im lặng. Thì chính của nhà này nỉ cậu đi mà. Cuối cùng hắn đúng đỉnh trả lời, như thế tự đánh giá câu trả lời của mình. Tôi đưa ra một lý do tầm phơ, chỉ cốt để nói cho qua chuyện. Ê, đồ quý, nói rõ hơn nữa đi. Ngươi cần gì? Cuối cùng Ivan Fedorovic dẫn dữ quát lên, đành chịu nhịn mà chuyển sang thái độ thô lỗ. Svetlakov rút chân phải về ngang chân trái, dương thẳng người, nhưng vẫn nhịn với thái độ điềm tĩnh và vẫn với nụ cười như thế. Không có gì quan trọng, nhưng câu chuyện thì nói thế thôi. Lại im lặng, họ im lặng gần một phút. Ivan Fedorovic biết rằng ngay bây giờ chàng phải đứng lên và nối giận, còn Svetlakov đứng trước chàng và dường như chờ đợi để tôi xem anh có nổi giận hay không ít ra cũng là ivan fedorovich có cảm tưởng như thế cuối cùng chàng nghiêng người toan đứng dậy smelkov dường như chợp lấy thời cơ tình cảnh của tôi thật là khủng khiếp cậu ivan fedorovich à thậm chí tôi không biết làm cách nào giải cứu cho mình hắn bỗng nói bằng giọng kiên quyết rành từng tiếng lời cuối cùng của hắn kèm theo tiếng thở dài ivan fedorovich lại ngồi xuống ngay cả hai người đều quá đáng lắm Cả hai đều trẻ con hết chỗ nói, Smith Jacob nói tiếp. Tôi nói về cụ nhà và cậu Dimitri đấy. Bây giờ cụ sẽ dậy và sẽ lại ám tô từng phút. Sao cô ấy không đến? Tại sao cô ấy không đến? Cứ thế cho đến nửa đêm, thậm chí quá nửa đêm. Còn nếu Agrafena Alexandrovna không đến, bởi vì có lẽ cô ấy chẳng bao giờ định đến, thì sáng hôm sau cụ sẽ là sừng sổ với tôi. Sao cô ấy không đến? Vì cớ gì cô ấy không đến? Bao giờ cô ấy đến? cứ như thể trong việc đó tôi có lỗi gì với cụ mà khác cũng lại cái tội cái nợ như thế cứ chập tối có khi còn sớm hơn nữa ông anh cậu cầm súng đến nhà bên cạnh liệu hồn đây thằng điểu giả thằng bếp hoàng mày mà sơ ý để cô ấy vào và không báo cho tao biết cô ấy đến thì tao giết mày trước tiên sáng hôm sau cũng như cụ nhà cậu ấy sẽ lại hành tôi đến khổ tại sao cô ấy không đến chắc là chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ đến cứ như thế, tình nương của cậu ấy không đến là lỗi tại tôi. Cứ mỗi ngày mỗi giờ cả hai cha con đều càng thêm tức giận, đến nỗi có lúc tôi sợ quá, muốn chết quách đi cho rồi. Thưa cậu, tôi chẳng hy vọng điều gì tốt lành ở họ. thì ngươi đẹp vào làm gì? Tại sao ngươi lại thông tin cho cậu Dimitri Fedorovic? Ivan nói bằng giọng cáo kỉnh. Không dễ vào làm sao được, giả lại tôi cũng chẳng lính líu gì vào đấy nếu cậu muốn biết đích xác. Ngay từ đầu tôi vẫn im lặng không dám cãi Chính cậu ấy coi tôi là đầy tớ riêng của cậu ấy Từ đó cậu ấy cứ lặp đi lặp lại Mày mà để cô ấy vào thì tao giết mày thằng đếu à Thưa cậu tôi cho rằng ngày mai chắc là tôi sẽ lên một cơn động kinh kéo dài Cơn động kinh kéo dài là thế nào Một cơn động kinh kéo dài rất dài Mấy giờ liền Chưa biết chừng một hai ngày cũng nên Còn lần tôi đã bị một trận kéo dài ba ngày Lần ấy tôi ngã từ trên gác trang xuống Cơn giật ngừng rồi lại phát ra suốt ba ngày tôi không tỉnh lại. Cụ cho đi mời ông bác sĩ dùng ta đến. Ông Gersen Stieper, ông ta chườm nước đá vào đầu tôi và còn cho uống thuốc thuốc gì đó nữa. Tưởng chết đi được. Không thể biết trước được giờ nào sẽ lên cơn động kinh kia mà. Sao ngươi biết ngày mai sẽ lên cơn? Ivan Fedorovich nói, vừa có vẻ tò mò đặc biệt, vừa cao kỉnh. Đúng là không thể biết trước được. Mà lại biết trước là ngã từ trên gác trang xuống nữa chứ Ngày nào tôi cũng leo lên gác trang Ngày mai có thể tôi ngã từ trên gác trang xuống Mà không ngã trên gác xuống thì ngã xuống hầm nhà Ngày nào tôi cũng có việc phải xuống hầm nhà Ivan Fedorovic nhìn hắn một lúc lâu Phần 2 Người bài trò gì đó ta thấy thế Nhưng ta không hiểu lắm Chàng nói khẽ nhưng hơi có vẻ dọa dẫm Ngươi giả tản chứ gì, gì Ngày mai ngươi sẽ lên cân động kinh ba ngày chứ gì Phải không Smart Jacob vẫn nhìn xuống đất Và lại ngọ ngoại mũi về chân phải Bây giờ hắn rút chân phải về Đưa chân trái lên phía trước ngẩng đầu lên và nhếch mép cười mỉm Rồi nói Nếu tôi có thể dở trò như thế Tức là giả tản như cậu nói Thêm nữa Một người có kinh nghiệm không khó gì Mà không làm được việc đó Thì tôi hoàn toàn có quyền Dùng cách đó để cứu mạng mình bởi khi tôi ốm đau nằm đấy thì dù cô Agrafna, Alexandrovna có lớn như cụ nhà, cậu ấy cũng không thể hạch một người ốm. Sao mày không báo cho tao? Như thế thì sâu hổ cho cậu ấy. À, đồ quỷ, Ivan Fedorovic vẫn sừng sổ, mặt méo đi vì giận dữ. người luôn luôn lo cho tính mạng của ngươi. Tất cả những lời hăm dọ đó của Dimitri chỉ là lời nói hung hăng thôi. Không có gì hơn, anh ấy sẽ không giết người, có giết thì giết người khác chứ không giết người cậu ấy sẽ giết như với con rùi và giết tôi trước hết. Và còn có điều tôi sợ hơn thế nữa cơ, bị coi là đồng lõa nếu cậu ấy ra tay với cụ nhà. Càng diện ngươi có thể bị coi là đồng lõa. Vì tôi đã cho cậu ấy biết những tín hiệu hết sức bí mật. Những tín hiệu gì cho ai biết? Quỷ tha ma bắt nhà ơi nói rõ ra đi. Phải thú nhẫn hoàn toàn thành thật, Smet Jacob nói dài giọng, với vẻ bình tĩnh đạo mạo, rằng có một bí mật giữa tôi và cụ nhà, Chính cậu cũng biết, chỉ cậu cậu biết điều đó. Đã mấy ngày nay, cứ đêm đến hay thậm chí tối đến là cụ đóng cửa cài thang bên trong. Trước nay lần nào cậu cũng về sớm, lên ngay phòng của cậu. Còn hôm qua, cậu không đi đâu. Vì thế có lẽ cậu không biết bây giờ đêm đến, cụ đóng cửa cài thang cẩn thận thế nào. Cho dù chính bác Gregory Vasilievich có lên, thì chỉ khi nào nhận ra đích tiếng bác ấy, cũng mới mở cửa, nhưng Grigory Vasilievich không lên đâu. Vì bây giờ chỉ có một mình tôi hầu hạ cụ ở nhà trên. Chính cụ đã cắt đặt như thế ngay từ lúc bắt đầu có tình ý với Agrafena Alexandrovna. Còn bây giờ đêm đến, theo lệnh của cụ, tôi ngủ ở đầu hồi và cụ dặn phải thức cho đến nửa đêm để trực sẵn phải đi vòng quanh sân xem có Agrafena Alexandrovna có đến không. Vì đã mấy ngày nay cụ chờ mong cô ấy đến. Cụ cứ như điên như giải vậy. Cụ suy tính thế này, nó sợ thằng Dimitri, ông gọi cậu ấy là Mika, vì thế ban đêm khuya khuya một chút nó mới đi lối sau nhà đến với ta Cụ bảo, mày phải canh chừng đón cô ấy cho đến nửa đêm, và muộn hơn nữa, nếu cô ấy tới thì mày chạy đến cửa phòng hay cửa sổ trong ra giường gõ hai tiếng thông thả, rồi ba tiếng mau hơn Thế là ta sẽ hiểu ngay rằng cô ấy đã đến, tao sẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng cụ còn định cho tôi một tín hiệu nữa để phòng khi có việc gì khẩn cấp thoạt đầu hai tiếng mau rồi chờ một lát gõ tiếng nữa mạnh hơn hẳn thế là cụ sẽ hiểu rằng có chuyện gì bất trắc xảy ra và tôi rất cần gặp cụ khi ấy cụ sẽ mở cửa cho tôi vào trình cậu ấy là phòng kia Agrafemna alexandrovna không đích thân đến được và cho người đến báo tin gì đó ngoài ra có thể là cậu dimitri đến thế thì báo cho cụ biết cụ sợ cậu dimitri lắm thế thì nếu như cô agrafevna alexandrovna đã tới và cụ khoa cửa ở trong phòng với cô ấy mà cậu dimitri lại xuất hiện thì nhất định tôi phải trình ngại với cụ góp ba tiếng như vậy hiểu thứ nhất năm tiếng gõ nghĩa là agrafevna đã tới còn hiểu thứ hai ba tiếng nghĩa là có việc cấp chính cụ đã mấy lần làm mẫu dạy bảo kỹ cho tôi vì trên đời này chỉ có tôi và Cụ biết mật hiệu đó nên cụ sẽ mở cửa phòng không nghi ngại gì và không lên tiếng đáp lại, cụ rất sợ phải lên tiếng đáp lại. Bây giờ cậu Dimitri đã biết những mật hiệu ấy. Vì sao mà biết? Người báo cho cậu ấy biết à? Sao người dám cho cậu ấy biết? Vì sợ mà thôi. Tôi mà dám giữ kín với cậu ấy à? Cậu Dimitri ngày nào cũng dòm tôi, mày đánh lừa tao, mày giấu giếm tao điều gì? Cậu bé gãy cả hai chân mày cho mày xem. Tôi đành phải nói cho cậu ấy biết những dấu hiệu hết sức bí mật đó để cậu ấy thấy sự quỷ lũy của tôi và tin chắc rằng tôi không đánh lừa cậu ấy mà tôi bao cho cậu ấy biết hết. Nếu người cho rằng anh ấy sẽ dùng mật hiệu ấy để vào phòng của nhà thì đừng cho anh ấy vào. Nếu tôi lên cơn động kinh nằm bẹp một chỗ thì tôi ngăn cậu ấy thế nào được. Cho dù tôi giam cả gan ngăn cậu ấy, Tuy vẫn biết cậu ấy rất bạc mạng đi nữa. Ôi, quỷ tha ma bắt ngươi đi, Tại sao ngươi biết chắc như thế rằng ngươi sẽ lên cơn đồ quý? Ngươi diễu ta chắc. Tôi mà lại dám diễu cậu, như lại đang sợ đến như thế thì bụng giả đâu mà giễu cợt. Tôi linh cảm thấy rằng tôi sẽ lên cơn động kinh. Tôi có linh cảm như thế, có thể chỉ vì sợ hãi cũng sẽ lên cơn. Đồ quỷ, nếu người nằm bẹp thì Grigori sẽ canh gác. Hãy báo trước cho Grigori, lão sẽ không cho cậu ép vào. Không có lệnh của cụ thì tôi không đời nào dám cho bác Grigori Pasirievich biết mật hiệu với lại bác ấy ốm từ hôm qua, bác gái tính ngày mai sẽ chữa thuốc cho bác ấy. vừa rồi họ đã giao hẹn với nhau như thế. cách chữa của họ rất lạ. mạc pha iñacsevna biết làm và luôn luôn có sẵn mọi thứ rượu thuốc rất mạnh, ngâm bằng thứ cỏ gì đấy. bác ấy có một thứ bí quyết như thế. một năm ba lần ấy chữa cho bác Grigory pasilevich bằng thứ thuốc bí mật ấy, khi bác ấy đau sụng cả lưng, dường như tê liệt mỗi năm ba lần. Bà ấy lấy chiếc khăn tay nhúng vào thứ rượu thuốc ấy, đánh lưng cho bác ấy khoảng nửa giờ, đánh đến khô hết cả thuốc, làm da lưng đỏ ẩn và giấy lên. Chỗ thuốc còn lại thì cho uống, đồng thời đọc bài cầu nguyện gì không rõ. Nhưng trong trường hợp hiếm hồi này thì bà ấy cũng giữ lại cho mình một chút và cũng uống. Tôi xin nói để cậu biết, vì cả hai đều không uống rượu, nên uống xong họ là vật ra ngủ say một miếng dài. Thức dậy thì Grigory hầu như bao giờ cũng khỏe, còn pha Inyaksevna thì bao giờ cũng đau đau. Như vậy, nếu ngày mai pha Inyaksevna thực hiện ý định đó, thì chắc họ sẽ không nghe thấy gì và không thể ngăn giữ cậu Dimitri được. Họ ngủ mà, vô lý quá, mọi việc ăn khớp với nhau như có xếp đặt, người thì lên cơn động kinh, hai người kia thì ngủ mê man Ivan Fedorovic quát lên, có phải người dở trò như thế để cho khớp với nhau phải không? Tôi dở trò là thế nào và dở trò làm gì khi mọi việc chỉ tùy thuộc vào một mình cậu Dimitri và những ý nghĩ của cậu ấy mà thôi. Cậu ấy muốn làm gì là do cậu ấy? Ờ à, mà không, không phải tôi chủ ý đưa cậu ấy đến để xô đẩy cậu ấy vào với cụ. Nhưng anh ấy đến ba ta làm gì mà lại đến lén lúc nữa chứ? Nếu đúng như người nói, à các Alexandrovna không hề đến đây. Ivan Fedorovich nói tiếp, mà tái đi vì tức giận. Chính người nói như thế, vả chăng một thời gian ta ở đây, ta tin chắc rằng đấy chỉ là ông già tưởng tượng ra thôi. Chứ ả à, súc sinh ấy sẽ không đến với ông già đâu. Ả à, không đến thì cậu Dimitri sọc đến chỗ ông già làm gì kia chứ? Nói đi, ta muốn biết những ý nghĩ của người. Chính cậu cũng biết cậu Dimitri đến làm gì. Ý nghĩ của tôi có dính dáng gì đến chuyện này. Cậu ấy đến vì tức giận hay vì ngờ tôi ốm chẳng hạn. Cậu ấy nghi ngờ và sẽ sụp vào các buồn như hôm qua ấy. Cô nàng có lén đến mà cậu ấy không biết chăng? Cậu ấy cũng biết chắc rằng Cô đã để sẵn một phong bì lớn Trong có ba ngàn rút Niêm phong ba lần giấu Buộc giải băng và tự tay cậu viết Tặng thiên thần Rusenka của tôi Nếu em đến Và ba ngày sau cậu viết thêm Con gà con của tôi Đấy mới chính là điều đáng ngờ Nhảm nhí Ivan Fedorovic thét lên gần như cuồng nổ Cậu Dimitri không đến để cướp tiền Nhất là lại giết bố Hôm qua việc kusenka cậu ấy có thể giết cụ nhà lắm. Lúc ấy cậu như thằng ngốc điên giải hung dữ nhưng cậu ấy sẽ không đi ăn cướp. Hiện giờ cậu ấy cần tiền, cần lắm lắm. Cậu Ivan Fedorovic à, thậm chí cậu không biết cần đến chừng nào đâu. Smetjakov giải thích hết sức bình tĩnh và rành rẽ lạ thường. Hơn nữa cậu ấy cho rằng 3 ngàn rúp ấy có thể coi là tiền của cậu ấy. Cậu ấy đã giải thích với tôi như vậy. Bà tao còn nợ tao đúng 3 ngàn rúp ngoài ra thưa cậu ivan fedorovich cậu hãy suy xét xem điều này gần như hoàn toàn là sự thật phải nói gần như chắc chắn rằng nếu cô agrafena alexandrovna muốn cô ấy sẽ bắt cậu nhà cưới cô ấy làm vợ chỉ cần cô ấy muốn mà có lẽ cô ấy muốn như thế tôi vừa nói là cô ấy sẽ không đến đâu là bởi có lẽ cô ấy còn muốn nhiều hơn thế nữa kia nghĩa là muốn thành bà chủ hẳn hoi kia Tôi biết rằng ông thương gia Sam solov đã nói thẳng thường với cô ấy rằng việc ấy không đến nỗi dứa dẫn lắm đâu. Rồi ông ta cười, còn cô ấy thì không ngốc nghếch tí nào đâu. Cô ấy không đời nào lấy một gã kiết xác như cậu Dimitri Fedorovic à. Lấy đó mà suy, cậu thử xét xem cậu Ivan Fedorovic à. Sau khi cũng nhà qua đời, cả cậu Dimitri Fedorovic cũng như cậu và cậu Alexei Fedorovic đều trắng tay, không được lấy một rút vì cô na Alexandrovna Lấy cụ nhà chỉ cốt để dành hết tài sản cho mình Và sẽ bắt cụ sang tên hết cho cô ấy Còn nếu cụ mất bây giờ Khi chuyện ấy chưa xảy ra Thì mỗi cậu sẽ được ngay 40.000 rút Ngay cả cậu Dimitri mà cụ rất căm ghét Vì cụ chưa làm chút thân mà Điều đó cậu Dimitri biết rất rõ Những đường nét trên mặt Ivan Filorovic Dường như méo đi và rung động Chàng bóng đỏ mà Nếu vậy chàng bột nhiên cắt lời Smek Jacob. Thì tại sao nhà ngươi khuyên ta đi Tresmania? Ý nhà ngươi muốn nói gì? Ta đi thế rồi ở đây sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ivan Fedorovic khó nhọc thở lấy hơi. Hoàn toàn đúng, Smek Jacob khẽ nói một cách chín chắn, nhưng vẫn chăm chú dò nhìn Ivan. Hoàn toàn đúng là thế nào? Ivan Fedorovic hỏi lại, gắn tự kìm nén, mắt lông lên đầy hăm dọa. Tôi nói như thế là vì thương cậu ở địa vị của cậu lâm vào tình cảnh như thế này tôi sẽ vứt bỏ ráo tội gì dính vào một việc như thế smet jacob trả lời công nhiên nhìn vào cặp mắt long sòng sọc của ivan fedorovich cả hai đều im lặng nhà ngươi xem ta là một tên cực ngu và cố nhiên là một thằng điểu giả kinh khủng ivan fedorovich bỗng dưng phát dậy khỏi chiếc ghế băng chàng toan đi ra cửa giường nhưng đột nhiên chàng dừng lại quay về phía smet jacob đã xảy ra một điều kỳ lạ bất thình lình như lên cơn co rút chàng bậm môi siết chặt nắm tay tưởng như chỉ dây lát nữa là sẽ xông vào đánh mặt jacob dây lát ấy ít cũng hẳn nhận thấy điều đó hắn giật mình ngã người về phía sau nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra với hắn lẳng lặng nhưng dường như hơi băn khoăn ivan Fedorovich quay về phía cửa giường mai ta đi moscow nếu người muốn biết sáng tư mơ ngày mai thế là xong Dễ hầm hầm chẳng nói to và rành rọt, sau này chẳng ngạc nhiên, lúc ấy chẳng cần quái gì phải nói với spec Jacob điều đó. Vậy là hay nhất, dường như chỉ đợi có thế, hắn đỡ lời. Có điều cậu ở Moscow thì nếu xảy ra chuyện như thế, ở đây người ta vẫn có thể đánh điện báo tin làm phiền cậu. Ivan Fedorovic lại dừng bước và lại quay nhanh về phía smet Jacob. Dường như không có chuyện gì xảy ra cả với hắn. Tất cả những vẻ suồng xả và khinh mạng của hắn đã biến đâu hết. Toàn bộ gương mặt hắn biểu lộ vẻ chăm chú và chờ đợi, nhưng bây giờ có vẻ sụt rè và nịnh nọ Cậu còn nói gì nữa không? Có nói thêm gì nữa không? Ivan đọc thay câu hỏi ấy trong cái nhìn chăm chú như xoáy vào chàng. Thế ta ở Tresmania thì người ta không gọi sao nếu có chuyện như thế xảy ra. Ivan Fedorovic bỗng gào lên, không rõ gì sao mình bỗng quát to như vậy. Cậu lên Tresmania thì vẫn bị người ta quấy rầy. Smagyakov nói lúng búng, gần như thì thầm, như thể luống cuốn nhưng vẫn hết sức chăm chú nhìn thẳng vào mặt Ivan Fedorovic. Nhưng Moscow xa hơn, còn Tresmania thì gần. Người tiếc tiền xe nên mình nại ta đi Tresmania, hay người thương ta phải đi đường vòng quá dài. Hoàn toàn đúng như vậy, Svartyakov nói lúng búng, giọng đang nghẹn lại, miệng miếm nụ cười bí ổi và lại lật bật chuẩn bị lên lùi lại cho kịp. Nhưng Spanyakov ngạc nhiên dị Ivan Fedorovic giống bật cười và đi nhanh ra cửa vườn, vẫn vừa đi vừa cười. Người nào nhìn mặt chàng lúc ấy hẳn sẽ kết luận rằng chàng cười hoàn toàn không phải vì trong lòng rất đối vui vẻ. Giả dạ, chăng chính bản thân chàng cũng không sao giải thích được lúc ấy đã có chuyện gì xảy ra với chàng. Chàng cứ động và đi như con rối vật.